một loạt doanh nghiệp địa ốc bị dừng làm thủ tục hải quan do nợ thuế. Một loạt doanh nghiệp địa ốc như công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi, như công ty cổ phần đầu tư Golden Hill, công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát, công ty cổ phần đầu tư Danh Khôi Hồ Đình, bị hải quan các địa phương ban hành quyết định dừng làm thủ tục do nợ thuế lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Mới đây, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư Golden Hill. Lý do bị cưỡng chế được đưa ra do công ty cổ phần đầu tư Golden Hill có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời gian nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 1.289 tỷ đồng. Cơ quan này cũng có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi do doanh nghiệp này nợ số tiền thuế hơn 97 tỷ đồng đã quá thời gian quy định. Hồi cuối tháng 1, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, Trung Nam Group, do doanh nghiệp này có khoản nợ thuế hơn 27,5 tỷ đồng quá thời hạn nộp 90 ngày. Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp khác cũng bị Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu như công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh phát nợ thuế gần 84 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư Danh Khôi Holding nợ thuế gần 58 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nợ thuế 160 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp khác cũng đang có số tiền nợ thuế rất lớn như công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà nợ hơn 445,5 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng trang trí Việt Quốc nợ hơn 15,9 tỷ đồng, công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Tiến, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nợ gần 1,250 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn H2O Logistics nợ hơn 712 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư tài chính và Phát triển công nghệ cao nợ thuế quá hạn hơn 515 triệu đồng. Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế đều kinh doanh khó khăn. Đơn cử như Trung Nam Group năm 2023 chưa cân đối được dòng tiền ngắn hạn, trong khi đó nguồn tiền từ việc bán điện cho EVN bị chậm thanh toán tới 3 tháng dẫn đến chậm thanh toán tiền thuế. Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi kinh doanh năm 2023 không hiệu quả với doanh thu thuần hơn 4,6 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ ghi nhận 83 tỷ đồng thu nhập từ khoản bồi thường hợp đồng và tiết giảm các chi phí khác, Danh Khôi có khoản lợi nhuận khác lên tới 79 tỷ đồng. Từ đó, doanh nghiệp báo lãi trước thuế gần 40 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư Golden Hill rơi vào tình trạng bết bát vì cho đến tận cuối tháng 12 năm 2023 doanh nghiệp này mới công bố cáo báo tài chính năm 2022 thua lỗ nặng tới 275,7 tỷ đồng, trong khi năm 2021 chỉ lỗ 5,78 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Golden Hill chỉ còn gần 2.421 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu tăng vọt lên gấp 5,1 lần, tương ứng với 12.347 tỷ đồng. Trong đó, riêng dư nợ trái phiếu chiếm 5.810 tỷ đồng, bằng 2,4 lần vốn chủ sở hữu.